Hi, xin chào mọi người, mình là Irene đến từ Coi68. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với số tiếp theo của series tuần qua có gì. Trong series này thì Irene sẽ cùng anh em điểm lại những tin tức hot nhất ở trong tuần vừa qua, để anh em có được cái nhìn tổng quan về thị trường crypto cũng như là nắm được những thông tin trong thế giới blockchain nhé. Ok, và chúng ta hãy cùng bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ có những tin chính sau. Tin tức thứ nhất là Binance tiếp tục vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây, BNB thì lập đáy năm. Thứ hai là sàn Coinbase đầu tư vào Circle, đưa stablecoin USDC đến 6 blockchain mới. Tin tức tiếp theo là Balancer gặp lỗ hổng nghiêm trọng, khuyến cáo người dùng rút thanh khoản. Ngoài ra thì chúng ta còn một số tin nhắn đáng chú ý khác, anh em hãy cùng theo dõi trong số điểm tin tuần hôm nay nhé. Tin tức đầu tiên đó chính là sàn Binance tiếp tục vi phạm những lệnh trừng phạt từ phương Tây, BNB thì lập đáy năm. Bất chấp những lệnh cấm vận gần đây thì Binance vẫn đang bao che cho những người dùng ở Nga. Theo phát hiện mới nhất từ tờ Wall Street Journal thì Binance đã tiếp tục xử lý đến hơn 8 tỷ USD giao dịch cho ít nhất 5 ngân hàng Nga nằm trong blacklist của phương Tây, trong đó thì bao gồm Thinkcorp Bank và Rosbank. Thêm vào đó thì một số tình nguyện viên thường được gọi là Binance Angels thì đã thông tin ở trên kênh Telegram rằng sàn giao dịch này thì không áp đặt bất cứ hạn chế giao dịch nào đối với các khách hàng Nga. Đại diện phát ngôn của sàn thì lập tức lên tiếng phản bác như sau: Binance hiện tại thì vẫn tuân thủ quy tắc trừng phạt toàn cầu đối với các cá nhân, tổ chức, thực thể và quốc gia đang bị đưa vào danh sách đen và từ chối phục vụ các tác nhân đó cũng như là chặn truy cập vào nền tảng của Binance. Do đó thì sàn không có bất kỳ liên hệ nào với ngân hàng của Nga cũng như các tổ chức giao dịch P2P và hợp tác với các đối tác trong hệ tài chính truyền thống trong danh sách bị trừng phạt. Nguồn tin trên thì có phần mâu thuẫn với các thông báo trước đó mà Binance ban hành. Tháng 4 năm ngoái thì sàn đã đóng hàng loạt tài khoản người dùng có liên hệ với giới chức Nga, đồng thời thì hạn chế dịch vụ của người dùng mang quốc tịch Nga, cá nhân và tổ chức đang cư trú hoặc là đăng ký hoạt động ở trên địa bàn mà sở hữu tài sản tiền mã hóa trên 10.000 euro trở lên. Lúc bấy giờ thì tờ Reuters còn cáo buộc Binance cung cấp thông tin người dùng cho giới chức Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra thì khối lượng giao dịch tiền mã hóa của khách hàng Nga đã tăng đột biến khi nhiều người thì tìm đến các kênh đầu tư thay thế nhằm bảo vệ tài sản ở trong bối cảnh là đồng rúp mất giá nghiêm trọng. Giá của Bitcoin và USDT trong các cặp giao dịch với đồng rúp của Nga thì thậm chí còn lập đỉnh ATH mới. Trong diễn biến liên quan thì Bộ Tư pháp được cho là đang mở điều tra với Binance về khả năng vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ đặt lên Nga. Và theo nguồn tin trong cuộc do tờ Bloomberg đưa tin thì Binance còn gặp phải nhiều cáo buộc nghiêm trọng khác. Tuy nhiên thì đây không phải lần đầu tiên mà Binance bị cáo buộc lách lệnh trừng phạt của Mỹ. Tháng 7 năm 2022 thì đã xuất hiện nhiều bằng chứng tố cáo sàn giao dịch gợi ý người dùng Iran dùng VPN để qua mắt cơ quan giám sát. Đấu tranh pháp lý dai dẳng thì đang đè nặng lên Binance. Thông tin bao che cho người dùng Nga thì càng tạo thêm khoảng cách giữa Binance và giới chức quản lý toàn cầu. Thời gian qua thì sàn giao dịch đã liên tiếp gặp trắc trở tại châu Âu, dẫn đến kết cục là phải rút khỏi các thị trường như là Đức, Anh Quốc, Hà Lan, Síp và Áo. Ở bên kia chiến tuyến thì sàn giao dịch của trang Penzao cũng đang đối diện với thách thức tại Bắc Mỹ. Cao trào là vụ kiện từ Ủy ban giao dịch tài sản kỳ hạn CFTC và Ủy ban chứng khoán SEC. Song song với đó thì Bộ Tư pháp Mỹ vẫn đang cân nhắc luận tội Binance và chủ sàn vì sợ gây liên đới lên toàn bộ thị trường. Dưới cơn lốc pháp lý thì nhiều nhân vật chủ chốt của sàn đã rứt áo ra đi. Thêm vào đó là những lần Binance bị mất đối tác chiến lược và bị cắt đứt thỏa thuận. Vậy sau tất cả thì đồng BNB của sàn Binance đang biến chuyển như thế nào? Với những gì kể trên thì BNB hầu như không thể thoát khỏi kiếp nạn của mình. Đồng coin lớn thứ tư thị trường với vốn hóa 32 tỷ đô la Mỹ thì đang lập đáy của năm, loanh quanh vùng là 204 đô la Mỹ và có nguy cơ giật về dưới 200 đô chỉ trong gang tấc. Tất cả những điều trên cộng hưởng với một khoản vay ở trên Venus của hacker BNB Bridge thì đang gây thêm áp lực lên giá của đồng coin này. Theo xác nhận gần nhất từ đồng sáng lập Hegi thì BNB trên đang phối hợp với Venus để tháo dỡ khoản vay một cách thận trọng, tránh gây ra những thiệt hại nghiêm trọng trong thị trường. Tin tức tiếp theo đó chính là stablecoin USDC thì đã được ra mắt ở trên 6 blockchain mới. Đúng với tuyên bố trước đó thì Circle đã triển khai USDC ở trên 6 blockchain mới bao gồm Polygon, POS, Base, Polkadot, Near, Optimism và Cosmos. Với sự hậu thuẫn gần đây nhất từ phía Coinbase, đơn vị phát hành stablecoin lần thứ 2 thị trường sẽ mang USDC lên 6 blockchain mới trong nỗ lực củng cố thị phần của họ trong bối cảnh sụt giảm nguồn cung nghiêm trọng ở thời điểm hiện tại.
Theo đó thì trong suốt tháng 9 và tháng 10 thì USDC đã được khởi chạy phiên bản native token ở trên Polygon POS, Base, Polkadot, Near, Optimism và Cosmos. Tổ chức thì sẽ sớm công bố chi tiết. Tính gồm thêm các chain mới thì USDC đã có mặt trên tổng cộng 15 blockchain khác nhau, bao gồm Ethereum, Avalanche, Arbitrum, Stellar, Algorand, Tron, Flow, Solana và Hetera. Lượng cung lưu hành USDC ở thời điểm quay video này thì đang xấp xỉ ở mốc là 25,9 tỷ USD. Và như Coin68 đã đưa tin ngày hôm qua thì Coinbase đã tăng cường đầu tư vào SoCo, song không tiết lộ giá trị thương vụ. Trong khuôn khổ thỏa thuận này thì hai bên đã đồng ý giải thể Central Consortium liên doanh giữa Coinbase và Circle để quản lý hoạt động phát hành USDC, và từ giờ thì Circle sẽ có toàn quyền quản lý nguồn cung và điều phối hoạt động của stablecoin này. Quyết định mở rộng quyền truy cập sang hàng loạt blockchain mới thì được đưa ra trong thời điểm là USDC đang đánh mất thị phần vào tay đối thủ Tether, phần lớn bởi vì chịu liên đới từ cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ vào tầm tháng 3 vừa qua. Hơn nữa thì còn có sự cạnh tranh của đồng stablecoin PIUSD do khá khổng lồ PayPal phát hành. Bình luận về vấn đề trên thì nhà phân tích Avialita thì cho rằng bản thân Coinbase và Circle thì không thể tác động đến sở thích stablecoin của người dùng, mà mấu chốt ở đây là dòng tiền đang rời khỏi chuỗi, do đó thì việc hỗ trợ thêm nhiều chain mới cũng không thể giải quyết nhiều vấn đề. Thông tin tiếp theo đó chính là Balancer gặp lỗ hổng nghiêm trọng, người dùng thì nên rút thanh khoản ra khỏi pool. Ngày 23 tháng 8 mới đây thì một vài pool thanh khoản ở trên Balancer đã bất ngờ gặp phải sự cố. Dự án thì đang khuyến cáo người dùng lập tức rút tiền ra khỏi các pool thanh khoản. Ước tính thì sự cố này có thể gây ra thiệt hại lên đến 27 triệu đô la Mỹ và người dùng thì đang thi nhau rút tiền ra khỏi pool thanh khoản. Dữ liệu từ DeFi Llama thì cho thấy khoảng 150 triệu USD thì đã bị rút ra khỏi TVL của Balancer trong vài giờ. Song Balancer thì vẫn chưa công bố chi tiết về lỗ hổng mà chỉ khẳng định rằng chưa có khoản tiền nào bị đánh cắp. Giá của token BO thì đang biến động mạnh sau sự cố bảo mật trên, nhưng chỉ giảm khoảng 4% trong ngày. Ở thời điểm quay video này thì BO đang được giao dịch quanh mốc là 3,44 USD. Balancer thì là giao thức tạo lập thị trường tự động AMM ra mắt vào tháng 3 năm 2020 ở trên hạ tầng Ethereum, có nét tương đồng với Uniswap, nền tảng cung cấp hoán đổi giao dịch nhiều loại token mà không cần sử dụng phổ lệnh. Balancer thì hiện đang xếp thứ 15 trên bảng thống kê giao thức DeFi dựa trên 836,5 triệu USD tài sản bị khóa là TVL của sàn. Cùng thời điểm này vào năm ngoái thì Balancer cũng bị tấn công phishing, song đây không chỉ đơn thuần là vụ đánh cắp domain hay là giả mạo giao diện. Chỉ mới tháng trước thì Curve cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn tương tự. Lỗ hổng Viper thì đã gây ảnh hưởng đến một số pool ở trên nền tảng, để lại hậu quả lên đến 52 triệu đô la Mỹ. Tính đến ngày 12 tháng 8 thì Curve đã khôi phục được 70% số tiền bị đánh cắp. Và sau những tin tức dài trên thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số tin vắn đáng chú ý trong tuần nhé. Thông tin đầu tiên là Binance Lab đầu tư vào Pendle Finance. Sau khi niêm yết Pendle thì Binance tiếp tục thông báo đầu tư chiến lược vào Pendle Finance. Theo thông báo đăng tải vào tối ngày 23 tháng 8 thì quỹ đầu tư Binance Lab đã tiến hành đầu tư chiến lược vào Pendle Finance. Đây là nước đi tiếp theo của Binance sau khi ra mắt token Pendle ở trên Binance Launch Pool, sau đó thì niêm yết đồng token này. Pendle Finance là giao thức cho phép token hóa và lợi suất giao dịch ở trên nhiều giao thức DeFi khác nhau thông qua cơ chế AMM. Dự án kể từ khi triển khai từ giữa năm 2021 đến nay thì đã thu hút được hơn 115 triệu USD TVL. Hiện tại thì dự án đang hỗ trợ 25 pool đầu tư khác nhau ở trên 3 blockchain là Ethereum, Arbitrum và BNB Chain. Giá của Pendle thì đã có lúc tăng vọt lên hơn 20% ở thời điểm công bố thông tin được Binance Lab rót vốn. Trong thời gian vừa qua thì Binance Lab đang đẩy mạnh đầu tư vào nhiều dự án mới, có thể kể đến như ZKWAMS, ZKPass ở trong mảng Zero Knowledge hay là Helio Protocol trong LSD và Curve CRV ở trong vụ hack đầu tháng 8. Tin vắn thứ hai đó chính là TVL của Agent Layer tăng 205% sau khi mở restaking vòng 2. Giao thức Agent Layer thì đã nâng giới hạn restaking lên thành 100.000 ETH, tương đương với 165 triệu đô la Mỹ. Sau thông báo trên thì tài sản ở trên giao thức thì đã nhảy vọt từ 78 triệu đô lên 238 triệu đô, ghi nhận mức tăng ấn tượng lên đến 205%. Vòng restaking thứ hai của Agent Layer thì đã nhanh chóng được lấp đầy bởi STETH, RETH và CBETH ở trong hôm qua. Các đợt tăng giới hạn LST sắp tới thì sẽ phải được phê duyệt bởi hệ thống quản trị đa chữ ký của Agent Layer.
Dự án mới đây thì còn ra mắt một bộ sưu tập NFT mang tên là Agent Wars và mở free mint cho người dùng đến ngày 30 tháng 8. Dự án thì vẫn chưa tiết lộ việc nắm giữ các NFT này thì có đi kèm với lợi ích gì hay chỉ đơn thuần là để kỷ niệm cột mốc mới. Có 3 loại NFT khác nhau và mỗi ví chỉ được mint duy nhất một NFT. Agent Layer thì là giao thức restaking đầu tiên ở trên Ethereum, giải pháp cho những người đang nắm giữ ETH đã staking có thể restake lại số coin này, đem tái sử dụng và kiếm lợi nhuận ở nơi khác. Dự án thì đã từng gọi vốn 50 triệu đô vòng Series A do Blockchain Capital dẫn đầu hồi tháng 3. Và tin vắn cuối cùng trong ngày đó chính là Blackpink đã ra mắt trải nghiệm Metaverse trên Roblox. Blackpink mới đây thì đã ra mắt trải nghiệm Metaverse mới ở trên Roblox, được phát triển bởi hãng phim Kata của Anh Quốc. Không gian Metaverse mang đậm tính Blackpink này thì sẽ được trình làng vào ngày 25 tháng 8 với tên gọi Blackpink The Palace, ứng dụng hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ hay là các Blink một không gian tái hiện thăng hoa âm nhạc và vũ đạo của 4 cô nàng gà cưng của YG Entertainment. Ở trong một fan hub chuyên biệt thì Blink sẽ có cơ hội gần gũi hơn với 4 nàng Jennie, Lisa, Jisoo và Rose mua sắm trang phục và biểu cảm tùy chỉnh cho avatar của riêng mình. Đổi lại thì người dùng sẽ được thưởng Robux, đơn vị tiền tệ trong game của Roblox sau khi thử thách được làm mới liên tục trong thời gian tới. Tập đoàn YG thì đã từng bắt tay với những cái tên lớn như là Binance hay là nền tảng Metaverse Zepeto của Hàn Quốc và khám phá tiềm năng NFT với dự án GTX ở trên hệ Arbitrum. Trước Blackpink thì Roblox đã trở thành địa điểm ưa thích của nhiều nghệ sĩ và ngôi sao K-pop, bắt đầu kể từ khi nhóm nhạc nam NCT 127, Stray Kids hay là Sumi. Thêm vào đó thì chính phủ Hàn Quốc cũng có động thái ưu ái Metaverse thông qua quỹ đầu tư lên đến 177 triệu đô dành riêng cho lĩnh vực này. Vậy là vừa rồi, anh em đã cùng Irene đi tìm hiểu về những thông tin quan trọng và đáng chú ý trong tuần qua cùng series tuần qua có gì. Anh em nghĩ sao về những thông tin này? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coi68TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!